Sáng ngày 14 tháng 8, 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm. Tính đến nay, cả nước đã có 92.738 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, trong số các trường hợp đang điều trị, có 531 ca nặng và nguy kịch. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 255.748 ca COVID-19, đứng thứ 80 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 2.601 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca, trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày, không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm có Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 140.539, Bình Dương 39.592 ca, Long An 13.232 ca, Đồng Nai 12.047 ca và Đồng Tháp là 4.621 ca. Tính đến ngày 13 tháng 8, trong vòng 25 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, 20 ngày giãn cách tại thành phố Hà Nội, 21 ngày giãn cách tại tỉnh Phú Yên, 6 ngày giãn cách tại tỉnh Khánh Hòa và 12 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 cộng, kể từ ngày 31 tháng 7, cả nước ghi nhận 192.402 ca mắc của giai đoạn 4. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi là 92.738 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 511 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Tổng số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 tính đến ngày 13 tháng 8 là 5.088 ca, xếp thứ 69 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ không qua khỏi trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, 1 triệu dân thì có 52 người không qua khỏi do dịch COVID-19. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.842.864 mẫu cho 22.347 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 13.256.472 liều, trong đó tiêm một mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều. Điểm qua một số thông tin chính trong ngày liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương huy động toàn bộ cơ sở y tế tư nhân tham gia chống dịch COVID-19. Ngày 13 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn gửi bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ ngành và các bệnh viện, trường đại học huy động toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh, nhà nước và tư nhân sẵn sàng tham gia phòng chống dịch. Cơ sở y tế các địa phương có trách nhiệm phân công bệnh viện là cơ sở tiếp nhận điều trị COVID-19. Đồng thời, Bộ Y tế giao nhiệm vụ tất cả các cơ sở còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng tối thiểu 40% giường bệnh để tiếp nhận, quản lý, điều trị F0 khi dịch lan rộng, trong tình huống địa phương trở thành khu vực có nguy cơ rất cao. 175 cán bộ, thầy thuốc, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ngày 13 tháng 8, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết sẽ cử 175 cán bộ y tế chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và được chia làm 3 đoàn. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết đoàn cán bộ thầy thuốc của viện sẽ vào tâm dịch với nhiệm vụ là hỗ trợ cho bệnh viện hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách có quy mô 1.000 giường bệnh. Trước giờ lên đường, nhiều thầy thuốc đã cắt phăng mái tóc để lại quê nhà. Họ sẽ mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, trái tim của y bác sĩ và tình yêu thương chia sẻ của người miền Bắc với đồng bào miền Nam. Ca COVID-19 nặng xuất viện sau hơn 2 tháng thở máy, 38 ngày duy trì ECMO. Bệnh nhân tên NTL, 61 tuổi ở thành phố Bắc Ninh, là bệnh nhân 6046 theo công bố của Bộ Y tế. Bệnh nhân đã trải qua 74 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hơn 2 tháng thở máy, 15 lần lọc máu liên tục, 38 ngày ECMO. Bệnh nhân luôn ở tình trạng nguy kịch suốt thời gian dài, nay đã hoàn toàn bình phục.
Trước đó, bệnh nhân L có kết quả dương tính SARS-CoV-2 hôm 25 tháng 5, điều trị tại tuyến cơ sở. Do biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không đáp ứng với thở oxy kính, bệnh nhân đã chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 30 tháng 5. Đồng Nai triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các trạm y tế. Ngày 13 tháng 8, tiến sĩ bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho hay, tỉnh sẽ triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các trạm y tế để đáp ứng với tình hình dịch hiện nay. Cụ thể, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, tỉnh Long Khánh và các huyện sẽ thành lập các tổ xét nghiệm lưu động. Mỗi tổ có ít nhất 2 cán bộ y tế của trạm y tế xã đã được tập huấn về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên. Địa điểm làm việc của tổ xét nghiệm lưu động đặt tại trạm y tế xã. Nỗ lực để mở ra nhiều cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đồng Nai. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo theo bao vất vả của cả hệ thống chính trị, y tế và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Mọi nỗ lực đều hướng về mục tiêu chung sớm kiểm soát đại dịch, mang bình yên trở lại với cộng đồng. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tính đến sáng ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 975 ca dương tính với COVID-19 mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm lên đến 11.735 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ quan, y tế cũng như người dân đều phải đang đối mặt với bao nhiêu khó khăn trong sinh hoạt lẫn công tác điều trị. Nhưng cũng từ đây, tinh thần đoàn kết, yêu thương lại được thắp sáng và lan tỏa với sự quan tâm đồng hành của nhiều doanh nghiệp cá nhân để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh. Thêm một cánh tay là thêm một niềm tin chiến thắng đại dịch. Những chuyến hàng vào khu cách ly y tế, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, những buổi tiếp nhận tiền, hàng, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp mạnh thường quân đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho Đồng Nai chiến đấu với dịch COVID-19. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã tặng 40 máy tạo oxy phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehius Việt Nam đã hỗ trợ 5 máy thở oxy và 200 triệu đồng tiền mặt. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng đã tiếp nhận 2 máy thở chức năng cao Puritan Bennett 980 do ông Bùi Thanh Trúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacorp trao tặng. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, thông qua hệ thống mặt trận, trong một tháng qua đã có 24 tổ chức cá nhân tặng tỉnh Đồng Nai hơn 150 tấn gạo và hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ hàng tiếp nhận đã được cơ quan chức năng phân phối về các vùng đang thực hiện giãn cách xã hội, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây nhất, ngày 13 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức tiếp nhận hơn 100 máy monitor theo dõi bệnh nhân phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do tập đoàn Novaland trao tặng. Và sắp tới, tập đoàn này cũng sẽ tiếp tục tặng thêm 80 máy oxy dòng cao vào tuần tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, với tình hình dịch bệnh như hiện nay, thì ngành y tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cả nhân lực và vật lực trong việc kiểm soát tình hình lây lan cũng như công tác điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19. Mỗi ngày, số ca nhiễm càng tăng, trong khi đó thì thiết bị vật tư y tế ngày càng thiếu hụt và khan hiếm. Nhân dịp này, ông Quang đã cảm ơn các doanh nghiệp ngoài tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng, còn thể hiện được tấm gương như khẩu hiệu mỗi người dân là một chiến sĩ khi cùng chung tay góp sức với các ngành chức năng trong cuộc chiến chống dịch và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Trước đó, tập đoàn Novaland cũng đã đồng hành trong nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại một số khu vực của tỉnh Đồng Nai, như tặng quà cho các gia đình khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bên cạnh Đồng Nai, tập đoàn Novaland cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhiều địa phương khác trên cả nước trong công cuộc đẩy lùi đại dịch, như đồng hành cùng quỹ vaccine với mong muốn người dân cả nước sớm được tiếp cận vaccine, quay trở lại cuộc sống bình thường, trao tặng thiết bị y tế cấp thiết phòng chống dịch COVID-19 đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Phú Yên như hệ thống tách chiết DNA, RNA tự động nhằm sử dụng xét nghiệm nhanh COVID-19, máy real-time PCR nguyên khối, tủ tách chiết DNA, RNA bán tự động, tủ đặt phản ứng PCR bán tự động, máy ly tâm lạnh tốc độ cao, góp phần kịp thời khoanh vùng, xử lý dịch bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Mọi nỗ lực trong bối cảnh dịch bệnh đang ngày càng căng thẳng này đều hướng tới mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch COVID-19, đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường. Những hành động thiết thực chung tay đồng lòng lúc này đúng với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Giữa lúc khó khăn, tình người càng thêm ấm áp hơn. Vũng Tàu siết chặt ra sao 12 ngày tới để đạt mục tiêu trở về vùng xanh vào ngày 25 tháng 8. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 từ nay tới ngày 25 tháng 8 trên tinh thần siết chặt hơn nữa, lập lại 3 chốt kiểm soát ra vào thành phố, giấy xác nhận đi làm chỉ có giá trị trong ngày.
tối ngày 13 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có công văn về việc tăng cường kiểm soát người dân thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn từ nay tới 25 tháng 8. Mục tiêu là nhằm đưa thành phố trở về trạng thái an toàn, không còn ca F0 trong cộng đồng và các khu phong tỏa, sớm trở lại vùng xanh. Theo đó, thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các ngành, phường, xã tăng cường siết chặt, triệt để việc cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần chỉ thị 16, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch tại cộng đồng, trong các khu phong tỏa theo nguyên tắc ai ở đâu ở đấy, áp dụng xử phạt nghiêm mức cao nhất các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chủ động bố trí cho người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới được xét duyệt đến làm việc tại đơn vị, cơ quan, tổ chức cấp phát giấy xác nhận được đến cơ quan, doanh nghiệp, công sở làm việc có giá trị trong ngày. Doanh nghiệp được phép hoạt động theo chỉ thị 16 phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định. Các phường xã tăng cường hoạt động kiểm soát tại chốt ở các tổ dân cư, các khu phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân. Các phường xã kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các khu phong tỏa, thực hiện triệt để người cách ly với người, đảm bảo nguyên tắc chặt trong, chặt ngoài, xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định, thông báo đến cư dân biết số điện thoại của lực lượng trực chốt để liên lạc khi cần. Các ngành phối hợp lên kế hoạch tổ chức xét nghiệm thần tốc các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn để bóc tách F0 nhanh nhất, làm tốt công tác truy vết và phân loại điều trị ngay. Phải điều tra, kiểm soát tuyệt đối, không bỏ sót, không để F0, F1 tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng đối tượng, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Công an thành phố tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm triệt để các trường hợp ra khỏi nơi cư trú, không thuộc diện được cho phép và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Công an thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan, khẩn trương thành lập trạm tổ tuần tra kiểm soát tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Cỏ May và tuyến gần cầu Cửa Lấp, giáp danh huyện Long Điền 24/24 giờ, lập chốt chặn nghiêm ngặt tại cầu Ba Nanh, tăng cường công tác quản lý phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đề nghị các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn, cảng vụ hàng hải kiểm soát chặt chẽ các phương tiện đánh bắt tàu thủy hải sản ra vào bến, tất cả các thuyền trưởng, thuyền viên không được rời khỏi phương tiện, chỉ được lên bờ khi xét nghiệm cho kết quả không nhiễm bệnh và tổ chức cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú theo quy định. Hai ngày gần đây, Vũng Tàu phát hiện thêm nhiều F0 trong cộng đồng. Trong ngày 12 tháng 8, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 35 ca F0, trong đó có 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 3 ca phát hiện tại phường 5, 3 ca phát hiện tại phòng khám Medic Sài Gòn, 1 ca phát hiện tại phường 8. Trong ngày 13 tháng 8, thành phố Vũng Tàu cũng ghi nhận 17 ca F0, trong đó 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 6 ca là thuyền viên đi chung ghe, phát hiện tại chốt cảng Bến Đá, đã cách ly ngay và 1 ca là nhân viên công ty Hoa Tiêu. Công tác truy vết, khoanh vùng được tiến hành khẩn trương.